Xin chào cô chú anh chị và các bạn, quay trở lại kênh Nhân vật Sài Gòn và Du lịch. Bây giờ mình đang có mặt ở hàng heo quay Kim Mai này, qua đây quay chia sẻ giới thiệu đến cô chú anh chị bạn những món heo quay cực kỳ hấp dẫn. Cô chú anh chị bạn ai có đi mua heo quay thì mình ghé đây ủng hộ nhé. Đây ở địa chỉ tại số 189 đường Phạm Phú Thứ, phường 4, quận 6. Thời gian ở đây mở bán từ 6:30 sáng cho đến 18 giờ. Bây giờ đến đây thấy có bé ba đang ra cái đầu heo này. Thấy đầu heo quay đây hấp dẫn các bạn nhá. Để nguyên cái là 170.000 một ký, còn dọc ra là 220.000. Tai heo, má heo. Đây xá xíu là 300.000 một ký này. Còn da heo nửa triệu một ký này. Sườn non 300.000, sườn già 200.000, chân giò heo 150.000 một ký, còn thịt ba dọi 320.000 một ký nhé cả nhà. Lâu quá mới gặp Madam Tâm, hôm nay cho lên sóng luôn. Thấy cô Tâm lâu rồi mới xuất hiện đấy cả nhà. Cô phụ chị Mai dọn dẹp với cả bán heo quay mấy cái giờ trưa. Cô Tâm, lâu rồi có khỏe không? Lâu rồi không gặp khỏe không? Khỏe. Khỏe à? Lấy cái nào mới cho em nha. Mới không mà gì? Mà lấy cái ít mỡ. Ký 6. Ký 6 đi luôn. Cái không, cái này mà nạ không à. Không có mỡ đâu nha. Chứ lửa đâu, lửa chứ lửa là có mỡ gì chịu nha. Thôi lấy cục này cho em đi. Đâu. Không ăn. Khách là mua heo quay ra giòn. Đến đi chưa? Đi rồi. Sao cái đó được chưa? Đến đi rồi chưa? Dạ chặt nhỏ. Ký 850. Rồi chặt luôn. Ký cho em làm 3 hộp nha. Em về ăn bánh mì. 3 hộp hả? Dạ. Đó, thấy cái heo da nó giòn. Nghe sột sột. Cái này 4 cục thôi con. 4 cục. Ồ, thấy được tay nghề của Madam Tâm hôm nay trổ tài cho theo quay. Nói dùng lớp 1 ha. Thấy khá chuyên nghiệp mà. Cái gì á, cái
Da heo nó giòn giống như bánh đa. Cái má heo hấp dẫn này. 220.000 một ký tai heo. Ra chưa là cái đồng nguyên nha, đúng không bánh mì heo quay nhìn thấy là thèm rồi nhỉ, hấp dẫn quá.
Đây bánh mì heo quay 15 ngàn một ấy thôi. Cắt mấy cái đèn đèn bỏ vô
quay bộp 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 nghe đã tai. Quái rồi đó, quái Sài Gòn đâu yêu rồi đó. Bỏ qua cho chị, đừng có chụp hình em đăng lên mạng nha. Mình cười ha ha, được rồi, gặp ở dưới rồi đó. Hồi xưa giờ coi mà chưa có thấy mặt hả? Đúng rồi, đúng rồi. Mấy lần lên hỏi gì Mai á. Tránh lẹ lên. Mà đâu đâu bao giờ mà được gặp em đâu. Giờ nay thấy sao? Quá đẹp. Đã kêu hot boy mà đúng không chị? Đó, đó rồi. Phải phải. Phải phải. Phải phải. Phải phải. Cười ha ha bây giờ. Cười ha vậy. Cái này bà rọi lúc sườn. Đúng rồi, đúng rồi. Vừa quá. Hôm nay ngày gì mà đi quay là thầy ngập 251 không à chị Mai? Hồi nãy quay bốn bánh cũng được gặp thầy kia. Có để tôi quay ông cái cho người ta biết. Thôi nha. Rồi, chân giò heo quay hấp dẫn. Chưa về quê hả? Dạ chưa chị. Chắc là mọi năm đi trễ sao á, em về quê rồi đó đâu gặp. Dạ đúng rồi. Anh đây thôi. Kéo quần máy qua lần. Bình Thạnh cưng. Trời ơi, Bình Thạnh. Bình Thạnh mà cháu dịch thằng ca đó. Ôi trời ơi, nhìn kinh luôn. Xa đó luôn. Xa đó chị. Rồi. Còn 1.5 thôi. Rồi, sau đây mình xin kết thúc video. Cảm ơn cô chú chị bạn rất nhiều.